Hello bạn, bạn nhìn này. Đây, một cái con loa này không phải là mới đâu bạn ạ. Nó là vô cùng cũ luôn. Cho nên mình không biết là nó còn sống hay là không nữa. Khi đâu có chuyện. Để mình chạy kiếm cái tô viết. Đây rồi. Một siêu tô viết là rất là chỉ là cũ luôn đó bạn ạ. Và mình sẽ vặn, quyết định vặn nó ra. Hy vọng là nó sẽ ấy đó bạn ạ. Nó sẽ là còn sống. Nếu mà nó không còn sống thì là nó rất là chán luôn. Ở đây có một con ốc thì mình quyết định vặn ở đấy, mình đã vặn ra được rồi. Đó thôi. Nhưng mà ở đây bạn nhìn thấy không? Đó. Nó trong một ánh đèn rất là mờ ảo này thì bạn sẽ nhìn thấy được cái sự gọi là đẹp đẹp của nó, nhưng mà thực ra là nó không có đẹp đẹp mà nó cũng là cũ lắm rồi. Bạn thấy chưa? Đây thấy được cả cái trắng trắng đây. Và rất chưa là vững vàng bạn ạ. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái đồng hồ để mình thử xem liệu nó có còn có cháy không. Bạn thấy không? Mình đâu có đồng hồ đâu, mình không cần đồng hồ. Mình có đồng hồ mình đâu có lấy đâu. Mình thử như này đúng không? Nhưng mà con pin này còn sống ta. Ơ, pin đâu có con điện hay là cái con này chết toi. Đương nhiên là phải chết rồi thì người ta mới... À, đang sống ấy. Rõ ràng ràng luôn, bạn vừa nghe thấy gì không đó? Vừa nghe đúng không? Nó đâu có gì đâu. Ê, zero. Như vậy mình đã có một con loa jack tức là siêu đẳng cấp rồi. Con này lắp vào loa kéo bạn ơi, lắp vào loa kéo thì khi bạn hát cái giọng, cái chất jack của nó sẽ càng đét luôn bạn. Càng đét luôn là bạn, mình chỉ bạn cách lắp thế nào để vào loa kéo luôn nha. Zero. Bây giờ nha, bạn phải dùng như sau. Bạn tháo cái này ra đi. Rồi, bạn lấy một con tụ 3 micro bara, chính con tụ quạt các bạn. Lấy cái loại cao, lấy cái loại cao cao chút đi bạn. Thì âm jack nó sẽ ra tần số nó thấp hơn một chút và nó sẽ mạnh hơn đấy. Rồi, bạn chỉ việc nối như vậy thôi bạn. Nối vào cái pha dương á. Pha dương này. Nó tóm lại âm cũng được mà dương cũng không sao. Được chưa? Hiểu chưa bạn? Rồi bây giờ ở đây là một cái, đây là một giả sử như cái loa kéo nó có hai cái dây chạy 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 vào loa bass á, thì bạn chỉ cần lấy hai cái dây đó, bạn đấu một đầu vào đây. Bạn đấu song song với loa bass luôn bạn. Đấy, một đầu vào đây là xong. Mình vô phỏng là mình coi như cái dây là từ trong cái bộ khuếch đại ra, từ âm ly ra, thì bây giờ mình bật âm ly lên này, nó cũng giống nhau à. Đấy, bạn hiểu không? Nó giống nhau. Bạn lắp vào loa kéo nó cũng như vậy thôi. Không chạy loa bát mà chạy mình cái loa chép này nó vẫn kêu sập sập. Bạn chỉ việc đấu song song vào cái loa bát của cái loa kéo là xong, là ok. Và bây giờ mình mở nhạc luôn. Đây chính là cái điện thoại thật là đẹp đẽ của mình nha. Và ở trong này có cái bản video mình mới thu âm hướng dẫn âm thanh Adobe này bạn này. Đây, mình mở sẽ mở to hết cỡ luôn cho bạn xem. Quá nhiều Audition thì FTT filter đó bạn. Rồi bây giờ bạn để mặc định nha, chạy nha. Khoan á, bạn chờ mình. Bây giờ nha bạn. Thì bây giờ bạn hãy nghe thử một đoạn nhạc trước khi vào công việc, kiểu là chương trình là tiến hành. Bất kỳ một ca sĩ nào hát đều có lỗi hết, không có một ca sĩ nào mà hát mà không có lỗi. Đây là bạn ở trong điện thoại đó bạn ạ. Thì khi người ta nghe qua cái mic được cái dở của nó ngay lập tức. Đây là mình chờ mình về cái đoạn nhạc nha. Và bạn hãy nghe thử một đoạn nhạc. Mới thu âm xong. Đã bao lâu rồi cho bạn chờ một tí. Rồi bây giờ mình bỏ đây. Đấy. Đấy. Âm chép rất là tuyệt vời luôn. Mình kiếm một cái bài khác nha. Kèm cả số lần cao vọt rất là cao luôn bạn, rất cao luôn, nghe chói hết cả tai luôn, không nghe nổi luôn. Bạn đâu? Ở trước ở đây là quá hoàn mỹ luôn bạn. Dễ. Đó bạn hiểu không? Bạn chỉ việc đấu cái này vào trong ấy thôi.
đấu vào trong loa kiểu kéo thôi. Đó cách bạn chỉ cần đấu song song với loa chính, loa bass của kiểu kéo là xong, hoặc là đấu song song với loa check của kiểu kéo là xong. Ok.